Em tên là Michael. Em là người Pháp. Em có 31 tuổi. Và em... Bà xã của em. Và em là chủ quán. Chủ quán? Chủ quán cà phê, Ibu cà phê. À, Đà Nẵng. Em làm ở Đà Nẵng. Michael. Dạ. Biết chương trình Vợ Chồng Son này lâu chưa? Ba tháng. Ba tháng. Dạ. Một nay bà sang xem. Em xem nè. Cười. Em cười. Dạ thôi. Dạ. Em cười em thích hả? Thích. Em có hiểu không? Không. Hiểu một chút. Rồi, còn em giới thiệu dạ, mình. Dạ anh chị, dạ em tên là Bích Châu. Dạ năm nay em là 26 tuổi. Em đến từ Long Khánh Đồng Nai. Dạ. Long Khánh Đồng Nai. Ủa, như vậy là bây giờ hiện giờ tụi em đang sống ở đâu? Dạ tụi em lúc trước thì tụi em làm chung nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Sau khi kết hôn tụi em ra Đà Nẵng tụi em lập nghiệp ạ. Dạ. À, như vậy là tụi em từ Đà Nẵng bay vô đây. Dạ đúng rồi ạ. Michael, chương trình rất là cảm ơn vợ chồng của Michael đã đến đây tham gia vào chương trình này. Đúng cô chị. Rất là cảm ơn. Michael và vợ của Michael. Dạ. Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Hai năm 6 tháng. Lúc đó là cô ấy đang làm gì? Em làm việc ở nhà hàng Pháp quản lý. Và bác xa là em là thu ngân với lại pha chế. Ai là người để ý ai trước? Là cô này để ý em trước. Dạ. Dạ không, tại vì em làm việc đó trước ảnh một năm. Thì sau đó thì ảnh có vô làm thì em không có thích, thấy ảnh là râu ria rồi cái mặt nó cũng chằm dầm trụ ụ như một con cú gì đó, mặt như con cú mèo, tức là sau này em cũng gọi tên là cú mèo luôn. Lúc mà ông sếp em ổng nghỉ đó rồi mới bàn giao em với ảnh làm việc trực tiếp luôn. Thì sau thời gian 6 tháng đó thì hai đứa làm việc nói chung là cũng đối mặt với nhau thì em thấy ảnh tội nghiệp. Thì em cũng chọc chê thôi, bây giờ tao thích mày đó giờ sao. Cái ông hỏi có nghiêm chỉnh không, cái ảnh ấy thích em. Em cũng tửng em giả bộ cười cười vậy thôi. Cái bữa sau cái ngày mà Valentine 14 tháng 2 2014 á là ảnh mua hoa, mua sô cô la tặng em. Thì lúc đó em thấy tội nghiệp rồi mà mới quen thử coi sao. Quen thử ai về dính luôn. Dạ dính luôn. Michael thích vợ ở cái điểm nào nhất? Cười và vui vẻ hả? Vui vẻ. Bà xã là siêu đẹp gái quá. Bà xã là siêu đẹp gái quá. Mừng nhục em đó. Kể từ lúc mà em nhận được cái hoa của Michael. Dạ. Ngày 14 tháng 2. Dạ. Thì cho đến lúc yêu nhau là bao lâu? Mới quen là 6 tháng rồi. Thì ba mẹ ảnh có mời em qua bên đó dẫn em về ra mắt. Tại vì họ thích em. Xong rồi em nói em không có tiền để đi, không có giấy tờ để mà em làm lương không có cao, với nhà không có điều kiện. Thì bên đó là tài trợ hết cho em luôn. Thì ảnh về ảnh dám nói tiếng Việt với ba em xin là cho bé Châu đi với con qua Pháp. Vậy hả? Repeat one more time. Dạ, papa ơi ạ. Dạ, xin lỗi ạ. Con muốn lại bà xã. Đi ở Pháp 3 tuần maximum. Bà về Việt Nam. Papa bỏ con. Lúc đó ba em có chịu không? Dạ, chịu. được. Đắc cơ. Ảnh đem dạy em được vài câu như là chào hỏi hay gì đó, nói tên. Rồi xong rồi qua đó là em với ảnh sẽ nói tiếng Anh, ảnh thì dịch lại ba mẹ nói tiếng Pháp. Rồi cái khó khăn như thế nào? Dạ, anh để em tự bơi với lại bà cả con. Dạ em là bánh nói quá trời, em không hiểu gì hết. Vậy hả? Cái mẹ ra hỏi Michael khen, nói em giỏi, em hiểu hết. Kể tiếp đi nghe, còn chuyện gì nữa? Dạ thì qua bên đó thì ở Việt Nam mình á, thì trước khi đi ba mẹ em dặn là qua bển phải rửa chén rồi dọn dẹp cho để người ta nói mình lười biếng. Thì qua bên đó em cũng sáng tay vô làm, em rửa khí thế luôn. Mà bên đó người ta rất là quan trọng, rất là mắc. Rửa thì bên la em nói là tại sao không bỏ vô máy, với lại nói em là qua đây chỉ vacation là nghỉ ngơi thôi chứ không có làm. Michael, lúc mà em xin hỏi cưới Châu á thì em qua em nói sao? Gì nữa? Y chang vậy đó, sợ giống vậy. Dạ, xin lỗi papa ơi ạ. Nói. Con thích bé Châu nhu quá. Con yêu bé Châu nhu quá. Con muốn đám cưới với bé Châu. Papa được không? Bắt đầu hỏi em sao? Dạ không, lúc đầu á thì nói là đám hỏi thôi. Thì nhà em nói là chê em xấu quá, nói là sợ ông lại thay đổi. Cái ba em nạt lên cái không có hỏi gì hết. Cái em với ổng sợ quá trời luôn. Hai đứa nhìn nhau không biết gì hết. Cưới luôn chứ hỏi cái gì. Sao lại cưới luôn đó? Dạ xong thì hai gia đình có nói chuyện qua Skype là em sẽ nói
tiếng Anh với ảnh và ba mẹ em nói gì rồi ảnh dịch lại tiếng Pháp. Rồi đồng ý chọn ngày giờ hết rồi xong mình mới tổ chức hôn lễ cho tụi em. Lúc mà Michael nói là yêu vợ thì Michael nói bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt? À, chị em muốn nói nói yêu bà sao anh yêu em. À, là tiếng Việt. Bà sao là số 1. Là nói bằng tiếng Việt. Yes, of course. Có ổng làm tự sáng tác một bài hát rồi tiếng Việt cho em nữa. Có xíu rồi. You hát đi. Bà xa ơi, bà xa ơi, em đẹp quá, em đẹp quá. Em đẹp quá. Đó. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng em mà lấy nhau xong rồi thì nó có giống như lúc yêu không? Nó có nảy sinh những cái mâu thuẫn hay là những cái mà cách suy nghĩ thì sao? Ảnh là người Pháp nên ảnh không có biết cái lệ của người Việt Nam mình nhiều. Thì giống như là nhiều Tết nhất đám giỗ hay gì đó thì đám giỗ nói sao đám giỗ nhà mày nhiều đám giỗ quá vậy. Ví dụ mua quà cáp này nọ ông cũng hỏi. Còn riêng Michael thì sao? Khi mà đám cưới với một cô dâu người Việt, một người vợ Việt Nam và bạn là người Pháp, vậy thì khi mà về ở chung nhà với nhau thì có thấy có những cái sự trở ngại gì không? Em cô một bà sáu, một vợ là số 1, là tốt, đẹp. Không phiền. Không có vấn đề gì. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc rồi. Không giờ đơn giản vậy nè. Hai người cưới nhau về, vợ em có ghen không? Nhiều quá. Hả? quá. Nhiều quá. Dạ. Thí dụ. C'est pour qui em làm việc. Và khách là con gái. Chúa ơi. Dạ xin lỗi. Em không có ghen, em chọc thôi. Giống như là tại nhà em nói là xấu quá nên phải cẩn thận với Michael, coi chừng là có người khác cua. Tại xung quanh tụi em làm bên dịch vụ ăn uống thì con gái rất là nhiều, ảnh ra nói chuyện này nọ thì em cũng chọc vậy thôi. Michael có ghen vợ không? Dạ một chút. Một chút. Có kể chuyện nghe, có lần nào mà ghen mà em thấy không? Có, lúc em làm ở, em còn đi làm ở chỗ khác ảnh á, là cái quán BBQ thì có cái anh Tây đó, ảnh là quản lý, ảnh cũng thích em, nó thích chơi vậy thôi. Cái mỗi lần Michael tính đón em là cứ bịt khẩu trang, cầm cái hút hút gầm gừng giống như nhìn muốn đánh lộn vậy đó. Ảnh nói với em, anh Tây ở trong đó nói chồng, mày nói chồng mày á, mở khẩu trang đi, tao sợ quá, tao đâu có làm gì mày đâu. Em hỏi ổng sao, ổng nói là hình như thằng nó thích em sao, ổng sợ, ổng phải làm vậy cho nó dữ lên. Anh thấy Michael là người vui tính, vậy thì em và vợ em có hay cãi lộn nhau? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? Một ngày, ba lần. Có không chồng? Dạ cũng có, nhưng mà có nhiều cái mình nhạy cảm mình không có nói ra được. Dạ. Michael có lớn tiếng với châu không? Nụ. Hình như là em không, chứ anh không có. Một chút. Có quýnh vợ bao giờ không? Em à, quýnh sỏi. Châu. Bá sao làm? Quýnh đau. Quýnh đau không? Quýnh đau không? Đó. Nhìn là thấy con chuột rồi hơn hả? Michael, anh muốn hỏi em là cái tật xấu của vợ em là gì? Ghen. 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 Dạ. That's it. Hết rồi. Đó, hết rồi. Trời ơi, có nhiêu thôi hả? Chắc 10 tháng chưa có lòi ra hay sao? Bà xã là số 1. Bà xã là số 1. Có tật xấu gì không? Dạ có, nhiều. Ví dụ? Khó tính như là ông già vậy đó chị. Ví dụ như em dạy trẻ chung thì thích nghe nhạc Quang Lê. Nghe không biết hiểu không mà cứ phái nghe lắm. Ồ vậy hả? Dạ nghe nhạc Quang Lê. Rồi mấy nhạc hồi xưa gì đó, Ngọc Lan rồi thích nghe nhạc vậy đó. Rồi xong rồi ngủ thì không cho em mở máy lạnh, không cho em mở quạt. Trời ơi. Lạnh, kêu lạnh mà em nói là ở bên Pháp mà về đây mà kêu lạnh. Xương không mà sao không lạnh được. Xong rồi cái gió mà quạt em nói vậy phải chỉnh quạt của em, mà nói đừng chỉnh của ổng. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có, một cái duy nhất không hút thuốc á. Ồ, Michael hút thuốc nhiều lắm hả? Cũng phải nhiều. Một ngày mấy gói? Một gói maximum. Bây giờ Châu muốn Michael thay đổi. Em yêu rồi, chưa có thể. Chưa có thể. Why? Khi nào? Khi nào thì chưa biết. Không, chưa stop biết. Thì có thể là từ từ. Nhưng mà bớt á, giảm á. Less giảm cigarette. Á, giảm. Ok. Thế em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? More quiet. Nói ít một chút á. Relax. Bình tĩnh, để nóng tính á. Thì bây giờ em
Em bỏ thuốc lá đi, bên này bình tĩnh. You stop cigarette thì I will come down. Chắc chưa? Ok, ok. Ok, chúc hai người hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Forever. Ngay mặt lại có một người to đùng là em ghét rồi. Mà tự nhiên nhảy qua xe của ông xã em rồi. Anh đã hiểu được vấn đề rồi. Chừng nặng, chừng nó bị yếu sinh lý.